Kim Dung là một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc với gia tài tiểu thuyết lên đến 15 bộ, trong đó Lộc Đình Ký là quyển tiểu thuyết cuối cùng của ông. Từ xưa đến nay, các hãng phim và đài truyền hình đều đua nhau sản xuất các bộ phim truyền hình chuyển thể từ những tác phẩm của nhà văn họ Kim. Phim Kiếm Hiệp Kim Dung là một trong những nét đặc trưng riêng của nền điện ảnh Hoa ngữ. Những ngày gần đây, thông tin về việc tiểu thuyết Lộc Đình Ký sẽ được remake vào năm 2018 khiến các bộ phim Kim Dung được dịp nhốn nháo. Khán giả rất trông chờ vào dàn tiểu sinh hoa đán mới của giới giải trí Trung Quốc sẽ làm nên chuyện và hút một lượng fan qua tác phẩm ăn khách này. Trong lúc chờ đợi hãng phim Tân Lệ tiết lộ danh tính dàn diễn viên chính thức, cư dân mạng đã mở một cuộc bình chọn cho các nhân vật của Tân Lộc Đình Ký. Theo nhiều blogger xứ Trung, nhà sản xuất có dự tính giao vai Vi Tiểu Bảo cho nam diễn viên Trương Nhất Sơn. Ngay lập tức, những tên tuổi mới toanh của giới giải trí Trung Quốc được đưa vào danh sách các gương mặt sáng giá cho vị trí 7 cô vợ của Vi Tiểu Bảo. Đâu sẽ là ứng cử viên cho 8 vai diễn nặng ký này? Đâu là ứng cử viên sáng giá cho 8 nhân vật chính trong Tân Lộc Đình Ký? Thứ nhất, Trương Nhất Sơn trong vai Vi Tiểu Bảo. Theo nguyên tác, Vi Tiểu Bảo khôn ngoan và xảo quyệt hơn người khác. Tuy vậy, nhân vật này gian nhưng không ác, lắm giả hoạt nhưng lại đủ nghĩa khí dù xuất thân từ phường chợ búa. Vi Tiểu Bảo tham tài nhưng không tiếc của, và như bao nhân vật khác của Kim Dung, hắn mang ơn người khác là sẽ trả và thường thi ân bất cầu báo. Biết ít chữ không võ công, nhưng chúng chưa từng là những điều mà Vi Tiểu Bảo bận tâm. Về phần Trương Nhất Sơn, nhiều người tin tưởng anh sẽ hoàn thành tốt vai diễn Vi Tiểu Bảo của Tân Lộc Đình Ký, bởi lẽ tính cách của Trương Nhất Sơn cũng lém lỉnh và thông minh như chính nhân vật này. Nhờ phong cách diễn đặc sắc và có sự biến hóa linh hoạt trong biểu cảm gương mặt, anh để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Trương Nhất Sơn có xuất phát điểm là diễn viên nhí, vai diễn lưu tinh của anh năm 12 tuổi trong sitcom Nhà có trai có gái là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Trương Nhất Sơn được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt diễn xuất sau sự khẳng định qua tác phẩm điện ảnh Dư Tội ra mắt năm 2016. Thứ hai, Từ Đông Đông trong vai Tô Thuyên. Dưới ngòi bút của Kim Dung, người vợ cả Tô Thuyên của Vi Tiểu Bảo được khắc họa khá rõ nét. Tuy lớn tuổi hơn Vi Tiểu Bảo nhưng dung mạo tuyệt trần của cô nàng chỉ đứng sau nàng A Kha. Tô Thuyên có võ nghệ cao cường và là người rất bản lĩnh, quyết đoán và đa mưu túc trí. Nhờ sự chu toàn của cô mà chuyện gia đình nhà cửa đều được lo và chuẩn bị đầy đủ. Từ Đông Đông nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả cho vai diễn Tô Thuyên này. Cô từng có màn kết hợp khá nóng bỏng với Trương Nhất Sơn trong Dư Tội. Khán giả đang rất mong chờ họ sẽ lại có sự hợp tác mới. Bên cạnh đó, gương mặt sắc sảo và mặn mà của Từ Đông Đông được nhận xét cũng khá phù hợp với vai diễn Tô Thuyên. Thứ ba, Dương Tử trong vai A Kha. Theo nguyên tác, A Kha là cô vợ đẹp nhất của Vi Tiểu Bảo. Dung mạo của cô thuộc hàng chim sa cá lặn do thừa hưởng vẻ đẹp từ người mẹ của mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Vi Tiểu Bảo đã có tham vọng muốn rước cô về làm vợ. Thế nhưng, A Kha chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách cũng không nổi bật. Cô cũng không mưu trí, võ công lại thuộc dạng xoàng và dễ siêu lòng trước hư vinh. Nữ diễn viên sinh năm 1992, Dương Tử được nhiều fan đề cử cho vai A Kha. Giống như Trương Nhất Sơn, Dương Tử có xuất thân là một diễn viên nhí. Sau vai diễn Hạ Tuyết trong Nhà có trai có gái, cô được nhiều khán giả biết đến hơn. Dương Tử từng khiến khán giả gật gù bởi vai diễn Lục Tuyết Kỳ trong bộ phim truyền hình Chu Tiên Thanh Vân Trí và vai diễn Oánh Oánh trong Hoan Lạc Tụng phần 1 và 2. Với tạo hình thanh thuần được đóng khung trong các tác phẩm gần đây, khán giả cực kỳ trông mong cô sẽ đảm nhận vai diễn này. Thứ tư, Châu Đông Vũ trong vai Mộc Kiếm Bình. Theo tuyệt thuyết của Lộc Đình Ký, nàng Mộc Kiếm Bình là cô vợ đầu tiên của Vi Tiểu Bảo. Cô rất xinh đẹp và mỏng manh, cô sở hữu tính cách thiện lương, yếu đuối và cũng là một cô gái vô cùng thuần khiết. Thế nhưng vì quá ngây thơ, cô cũng đã là nhân vật dễ bị lừa gạt nhất của tác phẩm. Nhiều khán giả cho rằng với vóc dáng nhỏ bé và có phần yếu ớt của Châu Đông Vũ rất phù hợp với hình tượng nhân vật Mộc Kiếm Bình này. Cô từng cùng Trương Nhất Sơn đóng chính trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em. Sự tương tác của cả hai khiến người xem trông chờ vào sự hợp tác tiếp theo của họ.
Thứ 5, Bạch Tuyết trong vai Song Nhi. Qua miêu tả của tiểu thuyết gia Kim Dung, Song Nhi lại là cô vợ được Vi Tiểu Bảo yêu chiều nhất. Nhờ tính tình đáng yêu và luôn sát cánh cùng anh trong mọi hiểm nguy, Song Nhi chiếm được nhiều tình cảm của chồng. Bên cạnh đó, Song Nhi cũng là cô gái rất thông minh và vô cùng nhanh trí. Bạch Tuyết là nữ diễn viên từng gây ấn tượng trong bộ phim truyền hình Chu Tiên Thanh Vân Chí với vai diễn Chu Tiểu Hoàn thiện lương và cũng không kém phần lém lỉnh. Cô nàng được khán giả nhiệt liệt đề cử vì lối diễn xuất đáng yêu của mình trong bộ phim này. Thứ 6, Vưu Tịnh Như trong vai Tăng Nhu. Theo nguyên tắc, Tăng Nhu là cô vợ si mê và yêu thương Vi Tiểu Bảo nhất. Cô nàng cũng là người chủ động tấn công Vi Tiểu Bảo hào hoa. Thế nhưng Tăng Nhu cũng là một người con gái tinh tế, suy nghĩ chu toàn, nhu mì và tốt bụng. Vưu Tịnh Như là ứng cử viên sáng giá cho vai diễn Tăng Nhu này của Tân Lộc Đỉnh Ký. Cô từng hợp tác với Trương Nhất Sơn và Châu Đông Vũ trong 10 dặm gió xuân không bằng em. Trong phim, cô là mối tình đầu của nhân vật Thu Thủy do Trương Nhất Sơn đóng. Không quá thông minh nhưng lại rất cần cù, có nét tương tự với sự kiên trì của Tăng Nhu khi tấn công cưa đổ Vi Tiểu Bảo. Trước đó, Vưu Tịnh Như được khán giả biết đến qua vai diễn cô nàng mạnh mẽ, thẳng thắn, thắt gian trong tác phẩm truyền hình Trạch Thiên Ký. Gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất sức sống trong Trạch Thiên Ký, khán giả rất mong đợi cô có thể được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn Tăng Nhu này. Thứ 7, Ngô Ưu trong vai Công Chúa Kiến Ninh. Công Chúa Kiến Ninh được mệnh danh là cô vợ biến thái nhất của anh chàng Vi Tiểu Bảo. Tính cách cô nàng có phần phóng khoáng, ngang ngược thái quá, song lại là một cô gái bộc trực và thẳng thắn. Vì yêu Vi Tiểu Bảo mà sẵn sàng từ bỏ cuộc sống phú quý trong hoàng cung để đi theo anh. Tiếc là Vi Tiểu Bảo không yêu cô thật lòng. Với nhân vật cảnh sát Lâm trong bộ phim truyền hình Dư Tội, vẻ đẹp sắc sảo và long lanh của Ngô Ưu nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả và được đề cử cho vai Công Chúa Kiến Ninh. Cảnh sát Lâm là một cô gái cực kỳ cá tính. Vì thế khán giả rất trông mong cô nàng sẽ lột tả được sự hống hách ngang tàng của cô nàng công chúa nếu được mời đảm nhận vai diễn này. Thứ 8, Thái Văn Tịnh trong vai Phương Di. Qua miêu tả của nhà văn Kim Dung, Phương Di lại là cô vợ lừa Vi Tiểu Bảo nhiều nhất và cũng đồng thời là cô vợ khó cưa nhất của anh chàng. Tuy sở hữu một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng tính tình của cô nàng lại khá lạnh lùng và kiêu ngạo. Bên cạnh đó, Phương Di cũng có một thân võ công cao cường. Dung mạo xinh đẹp nhưng có chút kiêu ngạo trên gương mặt của Thái Văn Tịnh đã giúp cô góp mặt trong danh sách ứng cử viên này. Thái Văn Tịnh từng tạo nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua vai diễn người máy Hạ Oa của bộ phim truyền hình Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi. Năm 2017, cô đã sánh đôi cùng Trương Nhất Sơn và đảm nhận vai diễn Bạch Hân Hân trong phim truyền hình Bảy Cái Tôi. Tân Lộc Đỉnh Ký hiện đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Nhiều khả năng nhà sản xuất có thể lựa chọn các gương mặt trong danh sách này hoặc mời những tên tuổi nổi tiếng hơn trong giới giải trí Trung Quốc. Hiện tại, Tân Lộc Đỉnh Ký vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức của tác phẩm.